Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm clip tiếp theo nha các bạn. Nay mình sẽ đi mua dừa về nướng nha các bạn. Thử coi nó có giống như lời đồn nha các bạn. Giờ mình sẽ đi nha các bạn. Ok nè các bạn ơi, giờ mình đã đi mua về được hai trái dừa này nha các bạn. Giờ mình sẽ nướng nha các bạn. Nướng uống thử coi nó giống như lời đồn nha các bạn. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ lấy ra mình chặt uống thử nha các bạn. Nè cầm. Thấy nước dập đi. Đen phù lụi luôn các bạn ơi. Đen phù lụi luôn. Lửa vẫn còn cháy. Không qua. Đây là món dừa nướng nha các bạn. Hey. Ok, đây các bạn ơi. Đây là hai trái dừa từ giờ hai anh em mình nướng nè các bạn. Thử uống nó làm sao nha các bạn. Bây giờ lấy cái dao thôi. Mình sẽ uống nó thử như là đồn nha các bạn. Nghe nói uống ngon lắm mà không biết sao. Rồi. Thử cái ông hốc lại. Mình ghim vô này nghe các bạn. Sẽ uống thử. Nóng quá. Đúng không? Vừa nướng nóng hỏi. Vừa hỏi vừa uống. Quá đã. Nóng quá. Nóng quá các bạn ơi. Năm qua. Ngon quá. Ngon. Quá ngon. Nóng à? Quá nóng luôn. Mời bạn nha. Nước ra tạt lửa luôn. Đây nè các bạn. Uống dừa. Nó sao sao, nó ngộ ngộ luôn các bạn. Nó không có như uống kia.
cũng bình thường hả? Chứ nó không có gì chứ. Bình thường với những cái gì khác. Đây. Nóng hỏi luôn. Vừa nướng nó nghe các bạn. Thôi, kỳ quá, không uống nữa đâu. Uống vừa nướng nha các bạn. Uống vừa nướng là nó chỉ, nó có điều ngộ lắm. Nó nóng hổi. Nó nóng hổi nha các bạn. Nó có mùi gì à, ngộ lắm. Nó nóng nóng mà nó kỳ kỳ. Sao sao đó. Không như vừa hư vậy. Không ngon các bạn. Thôi, tạm biệt các bạn nha. Bye.